Thế giới bây giờ trở về kênh này 3 năm về trước là mình nói về thời tận thế, Thượng Đế cho một người con xuống trần để mà lộ cơ, để mà đánh tiếng trống, keng beng beng beng, để cho mọi người thức tỉnh và đưa cái thiền bát nhã, tức là dấu hiệu thiên tâm, để cho nhân loại được ít nhất cũng còn được một phần, còn 7 phần là cứu không nổi, tại học quá giỏi. Đó là chủ yếu kênh này khuyên ăn hiền ở lành. Trong lúc còn đang mang xác phàm á, thì cũng có được cái đời sống, khi mang dấu hiệu thiên tâm cũng có đời sống mạnh khỏe, vui vẻ,